điều đầu tiên của chúng ta, đó là tẩy tế bào chết nhé. Đó, đây là sau một ngày làm việc của mình đi đi ra ngoài đường thì mình phải sử dụng kem chống nắng nè, mình phải make up một chút xíu đúng không? Thì bây giờ Kim Anh sẽ tẩy tế bào chết. Đây là cái chai tẩy tế bào chết của bên Nhật Kim Anh nhé. Đây là Laura Sunshine tẩy tế bào chết này, và nó là chiết xuất từ bùn khoáng nhé. Thì mình một lần mình tẩy mình chỉ cần bấy nhiêu đây thôi. Đó, sau đó mình xoa ra. Đó, tẩy cho cả nhà coi. Nhớ là nhẹ nhẹ thôi nha. Những cái này á, là những cái gel, và nó gọi là cái gum á cả nhà. Nó sẽ xuất hiện những cái gum. Đây nè, những cái gum nè. Cái gum này nè, nó sẽ lôi ra hết những cái phấn mà mình tẩy không sạch nè ha. Và kể cả những cái tế bào của mình. Đây. Đó. Đó, cả nhà thấy không? Đây là tẩy tế bào chết chiết xuất từ bùn khoáng nha cả nhà nhớ. Khi mình tẩy rồi cái gum nó ra như vậy. Và nó kéo theo những cái phấn nè, những cái tế bào chết của mình. Tại vì trong một tuần một tháng thì nó sản sinh ra cả ngàn cả tỷ tế bào lận. Đó, mình phải tẩy đi. Chứ nếu mình không tẩy đi thì nó đóng lại, nó đóng trên cái da mình lâu ngày nó sẽ trở thành mụn nhớ cả nhà nhớ. Đó, và bây giờ thì Kim Anh sẽ... sau khi mà mình tẩy tế bào chết xong thì Kim Anh sẽ tắm cho cả nhà coi nhé. Đó, nè cả nhà coi nè. Đó, cái da của mình nó sẽ rất là mịn, tại vì nó chiết xuất từ bùn khoáng mà cả nhà. Mà khi chiết xuất từ bùn khoáng á, nó làm cho cái da của mình nó rất là mịn. Cả nhà thấy không? Nó mịn lắm luôn á. Hôm nay sẽ sorry nha, tại vì nếu mà đứng ở kia, đứng ở như cái bồn kia thì mình rửa không có sạch, cho nên là khi mình đứng vô đây Kim Anh thực hành luôn cho cả nhà coi để cho nó thấy được cái sạch. Cả nhà thấy không? Nó rất là sạch, mà nếu mình sử dụng lâu dài á, cái da của mình đó nó không có bị mụn đâu. Sau khi mình tẩy tế bào chết rồi, thì tới là mình dùng sữa rửa mặt nha. Sữa rửa mặt Clear Well đây, sữa rửa mặt mình chỉ cần nhiêu đây thôi nha cả nhà nhé. Mình chỉ cần một ít thôi. Đó, nhớ dùng Kim Anh là khi sử dụng cái Clear Well, nó được chiết xuất từ nấm linh chi. Nó sẽ làm cho da mình trắng hồng tự nhiên, và nó nâng cái cơ mặt của mình nữa, nó sang cơ mặt rất là tốt nha cả nhà nha. Thường xuyên xài buổi sáng và buổi tối luôn dùng Kim Anh nhớ. Đây, sau khi mình chiết ra rồi mình xoa vậy nè, mình xoa cho nó lên bọt đó, rồi mình nhúng một xíu nước vô đó, để cho nó pha loãng ra nha. Sau đó thì mình xức lên như vậy. Đó, cả nhà thấy không? Mà nó mịn, mà nó cũng có bọt, nhưng mà nó không bọt nhiều. Tại vì sao? Sữa rửa mặt nếu mà mình sử dụng nhiều bọt á, nó sẽ làm cho da mình khô. Khô nó sẽ cộng hưởng lâu ngày, nó sẽ bào mòn đi những cái tế bào collagen của mình, và nó làm cho cái da mình trùng và nhăn rất rõ nha cả nhà nhớ. Cho nên đừng bao giờ mê những cái sữa rửa mặt mà nó có bọt nhiều nha. Nếu mà sử dụng sữa rửa mặt mà bọt nhiều á, nó sẽ làm cho da mình khô và từ từ nó trùng da, nó nhăn da nha, không tốt nha. Của bên Kim Anh là chỉ có như vậy thôi. Và sau khi mình rửa lại đó, mình rửa như vậy đúng không, mình massage một chút xíu. Sau khi mình rửa lại rồi, đây, sau khi mình rửa lại á, rất là sạch luôn, mà nó không bị khô khi mình sử dụng xong nè cả nhà thấy không. Nó không bị nhớt nha cả nhà, yên tâm một điều rằng nó không hề nhớt nha. Đó, đây là cái sữa rửa mặt của bên Nhật Kim Anh. Và hiện bây giờ bên Kim Anh là tất cả khách hàng đều rất là mê cái chai sữa rửa mặt này. Có thể nói là làm cho cái da mình nó trắng hồng lên tự nhiên lắm, chứ nó không có phải là mình sử dụng
nó bị khô hay là nó ấy đâu, nó giữ ẩm cho mình luôn. Nhiều khi các bạn ở trong máy lạnh đó, các bạn rửa mặt xong các bạn bước ra ngoài máy lạnh cái là nó khô liền, là những cái sản phẩm nào có bọt nhiều đó thì nó sẽ khô liền nha. Còn đây là sữa rửa mặt này là hoàn toàn không đó, cả nhà thấy không? Hôm nay là thực hành luôn cho mọi người coi nè. Rất là sạch. Mà nếu cả nhà mình mà sử dụng lâu dài á, nó sẽ nâng cái cơ mặt của mình luôn, nó săn chắc cái cơ của mình lại. Tại vì mình á, càng lớn tuổi á, mình sẽ bị chảy xệ. Cho nên là cả nhà nhớ nha, là phải sử dụng thường xuyên và lâu dài nhá. Ok, đó là hai sản phẩm của Nhật Kim Anh. Đó là cái chai sản phẩm tẩy tế bào chết của Clarisse Wild, được chiết xuất từ bùn khoáng, và chai sữa rửa mặt. Hai chai này là hai chai thần thánh, lúc nào cũng nằm ở trong trong bồn tắm của Nhật Kim Anh hết. Cả nhà mình, những ai muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối dùm Kim Anh nha. Tại vì Kim Anh hoàn toàn không bán lẻ, vì vậy cho nên là cả nhà mình vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối để mà mình mua hàng nha. Chào tất cả mọi người, hôm nay thì Kim Anh làm cái livestream này, Kim Anh mới vừa ngủ dậy nên mặt cũng hơi thấy ghê. Nhưng mà muốn làm cái livestream này tại vì rất là nhiều bạn và rất là nhiều khách hàng của Kim Anh cũng rất là muốn biết cái cách make up cái cách make up mà nhẹ nhàng mà nhanh, thì hôm nay Kim Anh làm cái livestream này để chia sẻ đến tất cả mọi người về cái cách make up làm sao cho nó nhanh nhất. Thì hiện bây giờ như cả nhà thấy là Kim Anh mới ngủ dậy ha, mặt nè không có make up, không có gì hết nhé. Bây giờ Kim Anh sẽ thử cho các bạn coi ba bước đơn giản. Thì thường thì Kim Anh sử dụng, đó là Kim Anh sử dụng cái chống nắng xuống trước. Đây nhá. Mặt không có make up hồi nãy Kim Anh đã cho cả nhà coi rồi phải không? Đây. Sử dụng cái chống nắng này xuống trước nha. Chống nắng này là nó có độ SPF 50. Thì khi mà mình đi ra ngoài đường á, hay là mình ở xứ lạnh, hay là mình ở bất cứ nơi nào, thì mình cũng vẫn phải sử dụng. Thì chứ nếu không là mặt mình rất là dễ bị nám. 50 là được rồi nha các bạn. Các bạn đừng có sử dụng kem chống nắng mà 80 hay gì đó là nó khô da lắm nha. Đó. Đây. Rất là mịn các bạn, khi mà các bạn đánh lên là các bạn đã cảm thấy nó thẩm thấu như vậy rồi nè, là đoạn nó đã có một cái lớp make up nhẹ cho các bạn rồi đó. Bước thứ nhất nha, bước thứ nhất là dùng kem chống nắng. Đó, bước thứ nhất. Bước thứ nhất là sử dụng kem chống nắng. Vừa vừa thôi. Rồi. Làm lại một cái nữa cho mọi người coi nha. Nãy giờ quánh hai lần rồi đó. Đây nè. Nè, không đánh phấn nha. Không đánh phấn nè. Cái da của Kim Anh nè. Không đánh phấn. Nhưng mà cái cream này nè. Cái cream Relax Night này nè. Nó sẽ làm cho các bạn, cái da của các bạn, nhất là nơi xứ lạnh á, là tuyệt diệu luôn. Nè. Nó vừa dưỡng chất, vừa giữ ẩm mà trắng da, cũng như là nó cải thiện nám nha. Cải thiện chứ không có điều trị nha các bạn. Thì nó cải thiện nám và nó làm cho cái da của các bạn á, nó căng như thế này. Nó căng mà nó săn. Thì nó giống như một cái dạng mặt nạ ngủ vậy á các bạn. Khi mà các bạn sử dụng lên á, rửa mặt thật sạch. Khi mà nếu mà make up á, thì các bạn sẽ tẩy trang, sau đó thì các bạn sử dụng cái Relax Night và cái kem chống nhăn, serum chống nhăn, chống thâm vùng mắt này nè, là sẽ cái vùng mắt này của các bạn á, nó không bị thâm mà nó cũng không bị nhăn vùng mắt, thì cái mắt của các bạn và cái da của các bạn nó sẽ trẻ hóa vô cùng. Nhớ nha,
đây là một bộ đôi ban đêm trước khi đi ngủ. Thì Kim Anh hồi nãy tắm xong, chưa có mọi mấy đứa này nó hối ra ngoài này quá, cái chạy ra ngoài này vừa livestream vừa xài cho các bạn coi luôn nhé. Cái này thì nó được chiết xuất từ hoa daisy, hoa cúc la mã đó các bạn. Còn cái chống nhăn chống thâm, serum chống nhăn chống thâm vùng mắt này là nó được chiết xuất từ tảo biển, cho nên nó làm trẻ hóa cái vùng này rất là hay. Kim Anh được feedback hai cái này rất là nhiều nha, được mọi người feedback rất là tốt luôn.